Chào tất cả mọi người. Hôm nay thầy Trung sẽ nói tiếp về vấn đề cung ly ha. Thầy nói cũng đã hết năm cái chủ nhà gọi là cung đồi nó rồi ha. Bây giờ thầy nói về cung ly thì hôm nay ai mà chủ nhà thì cung ly thì chúng ta xem cái miệng lò, cái này cũng rất là quan trọng ha, chứ chúng ta cũng không phải là có những người tự cái xem nhẹ vấn đề gì bếp lò chứ thầy đây thấy là bếp lò là cái đại cực kỳ quan trọng ha. Cái bếp lò của mình đó là cái miếng ăn, cái cầu tài của mình. Thầy cái bếp là thầy đây là thầy cũng rất gọi là quan trọng, coi trọng nhất của cái của một cái gia chủ. Thì thường thường chúng ta làm bất kỳ nhà lớn nhà nhỏ gì đó thì cái chỗ ăn, chỗ ở, chỗ ngủ, phòng vệ sinh là cái điều nó quan trọng nhất. Rồi cái hướng nữa thì đối với cung ly thì nó thuộc về con nhà nhà Đông Tứ Trạch. Đông Tứ Trạch thì chúng ta nó thuộc về bốn hướng sau đây. Thứ nhất là chánh Nam, chánh Bắc, chánh Đông và Đông Nam. Thì bốn hướng đó là bốn hướng hạp, thì đương nhiên là cái miệng lò chúng ta xây về bốn hướng trên. Đương nhiên thì cái miệng lò thì đương nhiên nó phải nghịch với lại cái đặt bếp lò. Bếp lò thì chúng ta phải đặt bốn cái hướng ngược lại. Thứ nhất gọi là chánh Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc, là chúng ta phải đặt bốn cái hướng xấu, ví dụ là hướng ngũ quỷ, hướng họa hại, hướng lục sát và hướng tuyệt mạng. Chúng ta đặt bếp thì chúng ta trấn những cái phương gọi là nó có hung sát tinh, là chúng ta đẩy kìm hãm cái chỗ xấu, chúng ta đẩy sinh ra cái tài. Thì cái miệng lò thì đối với cái người mạng cung ly thì đương nhiên cái hướng thiên nghi là Đông Nam, là hướng thiên nghi là tốt nhất. Thiên nghi là nó vô gọi là phát tài trăm ngàn lận vàng ha, tâm cầu sẽ đắc. Thì cái hướng này nó vừa gọi là giải trừ được bệnh tật nữa, thì nó ứng với ngày gọi là Thân Tí Thìn. Thì cái chữ số thì đối với người mà gia chủ cung ly thì nó hợp với con số 2, số 3 và số 7 đó. Đối với cái hướng mà chánh Đông, miệng lò xây về chánh Đông thì được đại vệ phú quý. Đương nhiên là cái bếp miệng lò chánh Đông thì đương nhiên cái bếp của chúng ta phải đặt ở hướng chúng ta phải đặt ở cái hướng gọi là chánh Tây ha, chánh Tây, chánh Tây. Thì đặt chánh Tây thì đương nhiên cái mặt mình ngó về mặt trời lặn, thì đương nhiên là cái miệng lò nó chánh Đông. Còn chúng ta gây miệng lò xây về chánh Đông thì nó thuộc về tâm cầu sở đắc, gia chủ có tiền tài, thì nó cũng hợp vào những cái ngày tháng gọi là hợi mão mùi, hợi mão mùi. Còn nếu mà về cái miệng lò chúng ta quay về hướng chánh Bắc thì hướng duyên niên, hướng phúc đức, thì cái hướng này đã chỉ là tăng tuổi thọ nhưng mà nó không không được lộc. Còn ngoài ra mà chúng ta mà chủ nhà mạng cung ly, có những người bây giờ đây thì cũng không đã nói, không đã thầy nói rất là nhiều ha, có những cái tuổi á, cái tuổi mình tuổi gì, mình phía trước mạng gì, mình cung gì ha, nhớ là xem cung phi không nên được cái xem gọi là cung mạng nha. Nhà cửa là xem cung phi, nam là khác, nữ khác. Còn cung mạng thí dụ thầy nói một năm sanh như vậy, cùng một cái nam và nữ thì nó cái cung mạng khác, cái của người nam khác, của người nữ nó khác. Có những cái tuổi thì nó giống nhau, thí dụ thầy nói những đứa mà gọi là sanh năm một chín mà 188, 1988 thì nó thuộc gọi là mậu thìn ha, thì nam nữ nó đều là cung chấn, nó cung phi nó là chấn hết thì nó giống nhau. Còn thường thường thì cái cung năm sanh thì lúc nào nó cũng là cái năm sanh nam nữ gì giống nhau, mà chúng ta không coi đó, ta coi phải cung phi, coi vợ chồng, bếp núc, nhà cửa, phương hướng, rồi làm ăn chúng ta cũng đều xem cung phi hết ha. Thì đương nhiên thầy nói lại thì bốn cái hướng là sau này là nó là hướng tốt. Thứ nhất là Đông Nam, Đông Nam miệng lò là tốt nhất. Thứ hai là chánh Đông, miệng lò chánh Đông. Thứ ba là miệng lò chánh Nam. Cái cuối cùng thì chúng ta nhà chúng ta không còn cách nào thì với hướng chánh Bắc thì cũng được ha, nhưng mà nó tăng tuổi thọ thôi, nó không được lộc. Còn chúng ta miệng lò mà chúng ta nghịch lại bốn hướng đó, ví dụ như về chánh Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc, thôi thì thua rồi ha. Thì đương nhiên chúng ta đã bị không những không có tiền ha, làm ăn chuyện nó bực bội, nhà thì nó đủ thứ chuyện. Đó là nói về cái vấn đề về cái bếp lò. Rồi thầy Trung cũng nói thêm về cái vấn đề về bếp lò. Thì thường cái bếp lò chúng ta có nhất là đại kỵ ha, đừng có thông thiên nha.
Thí dụ ai bước vô nhà từ trước dòm vô thấy cái bếp chúng ta là cũng không được. Thứ hai, cửa sổ ta quá lớn, cửa sổ thì nó thoáng nó mát thiệt nhưng mà nó quá lớn. Thí dụ như ngay cái đường hẻm bên ngoài người ta nhìn thấu vô thì cũng bị phạm luôn. Chứ không phải là chúng ta cái miệng lò chúng ta đã xây đúng rồi, còn phải bố trí là cho nó hợp lý ở xung quanh của cái bếp nữa. Cái bếp thì chúng ta ngoài ra thí dụ như chúng ta cái hướng đó mà nó không được cát thì chúng ta có thể dùng gọi là đảo sơn đảo hướng ha. Ta dùng kính chiếu thủy chúng ta để chiếu lại đảo, gọi là chữa mẹo cũng được ha. Đó là phương pháp gọi là chữa cháy, giống như chữa bệnh gì đó. Có những cái nhà thì mà nó không có điều kiện, có những người có bếp phải nó vào cái bố cục và cái thế thì cũng phải chịu thôi. Đó thì hôm nay là thì chúng nói về cái đối với cái gia chủ gọi là cung ly nha. Cái này nó quan trọng lắm nha. Chúng ta nhà ai cũng đi đi thuê đi mướn, những người mà đi xa xứ đâu đó làm nghề công nhân, làm công nhân đi thuê đi mướn là phải nên là phải nghe cái bài thầy nói ha. Còn đối với những người mà người ta đã giàu có thì đương nhiên người ta cũng xem kỹ lắm rồi ha. Nhưng mà ở đây thì thầy chúng chia sẻ thì để chúng ta phải coi kiểm tra lại cái bếp mình, coi cái đúng về cái phương tốt không ha. Thì thường thường là lấy cái hướng mà tốt nhất, thầy nói đó, cái hướng mà giải trừ được bệnh tật mà gọi là trăm ngàn lượng vàng nữa là quá đẹp ha. Tại vì mình ở cái nhà nữa, sức khỏe mình tốt ha. Mình có tiền mà sức khỏe tốt thì nó còn quá rồi, còn hạnh phúc còn đòi cái gì nữa. Rồi thầy Trung xin chào và hẹn gặp lại tiếp theo về cái cung tiếp theo, cung cuối cùng á. Thầy qua cái cung cuối cùng nữa là đã xong. Rồi thầy Trung xin chào tất cả những ai mà mạng là cung ly, hay nhớ là cung ly cung phi nha. Chúng ta tra bảng, ta bấm lên trên mạng ta biết là cung phi năm sinh, mình nam nữ là mình biết liền rất là dễ. Hang bấm lên để cung phi thì nó ra mình năm gì, sinh năm mấy, thì chúng ta dò cái cột, mình là nam thì mình dò cột nam, nữ thì mình dò cột nữ, thì chúng ta biết thôi. Rồi cái thầy nói là cái vấn đề coi cái miệng lò của mình nó là xây thế nào. Chúng ta phải nhớ nha, cái miệng lò của mình là lúc nào là nó cũng là ngay cái hướng lưng của mình đó ha. Nó đối với lại cái mặt của mình đó, chứ nhầm người không có hiểu. Có những người thì bình thường thì người ta cũng đã hiểu, có những người không hiểu đâu ha. Có người thì cũng rất thông minh, có những người thì người ta cũng khó hiểu. Thì thôi, chúng ta phải ráng, cái nào khó thì chúng ta nhờ thầy xem. Vậy thôi, thì chúng xin chào và hẹn gặp lại những cái bài nói tiếp theo.